da đẹp, dẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Cháu nhà em giống chị Cát Tường cũng được, nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn bây giờ gần như nhìn xuyên qua cái màn được rồi đó. Cứ nhìn đi, tưởng tượng coi ngồi bên kia, người bên kia thế nào ha. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Dạ, mình tên là Nguyễn Công Phi, gần tròn 29 tuổi. Thì mình làm nhân viên ở ngân hàng. Nguyễn Công Phi hả? Dạ. Là phi công hả? Em giới thiệu được. Em là Thương, em năm nay 25 tuổi. Em trên núi xuống chứ. Dạ. Núi nào? Núi Đắk Lắk anh. Núi Đắk Lắk hả? Dạ. Thương anh hiện đang làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng và em có kinh doanh online một loại khô. Ăn thì giống như khô bò nhưng mà làm từ thịt heo, gọi là khô heo chị. Thôi mới nghe khô heo. Hôm nay khô bò, tối nay khô heo. Dạ. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, điểm mạnh của em thì là nhiệt tình, vui vẻ. Và cái khuyết điểm như là không có yêu thích nấu ăn lắm. Ủa vậy cái heo này là ai làm? Dạ, cái này thì người nhà làm chị. Em chỉ bán thôi. Dạ đúng người rồi, nhà em làm. Em chỉ trách nhiệm bán. Bạn trai? Dạ, em thì làm việc hơi cảm tính, rồi hơi lười một chút. Lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm có một lần thôi. Bên kia là không thích nấu ăn, bên đây lười nữa, hai người chắc về ăn cơm tiệm suốt ha. Anh cần tìm một đối tượng như thế nào? Em tìm một người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ nào cũng của gia đình hết á? Dạ. Không có người phụ nữ nào cũng người ta hết trơn. Dạ, tức là một người phụ nữ biết nấu ăn. Bên kia không thích nấu ăn. Với lại không quá đam mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Để mình em đam mê thôi hả? Rồi gì nữa? Dạ nhiều lắm nhưng mà người ta nói là cầu bất đắc ế á. Nhưng mà cầu nhiều quá không được thì ngoại hình sao? Ngoại hình đó. Có làn da đẹp. Làn da con gái. Da nào cũng đẹp hết bạn. Đẹp cụ thể là như thế nào? Dẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Cháu nhà em sao đâu ai biết cháu nhà em sao đâu. Phải biết tưởng tượng cho nó dễ á. Dạ thì giống chị Cát Tường cũng được. Nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Ủa em nói chị Cát Tường không thơm mùi sữa hả? Chị cũng mới uống sữa xong đó. Rồi bên đây yêu cầu vậy bên kia sao? Tại sao đến giờ này em chưa có bạn trai hả? Dạ em có rồi chị, mà em chờ 25 năm nay em mới lên gặp. Dạ. Rồi xác định bạn trai luôn, khỏi đi tìm luôn. Từ đó giờ chưa có mối tình nào hết luôn hả? Dạ có một lần rồi chị, được 3 năm và chia tay cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em chưa có đọc sách của John Gray nên em chưa có hiểu lắm về tâm lý khác nhau giữa nam và nữ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ giờ cảm giác là mình hiểu hơn rồi. Giờ nam và nữ khác nhau gì? Dạ, khi người ta căng thẳng thì cách người ta xử lý khác mình và mình phải thông cảm cho cái điều đó. Khác là sao? Ví dụ như căng thẳng thì nam có thể là nam sẽ cần một khoảng không gian riêng, không phải như phụ nữ là cần phải được chia sẻ. Có nghĩa là giờ là nếu mà mình thấy bạn nam mình mà căng thẳng thì mình nên bỏ đi để cho bạn đó. Dạ mình có thể là hỏi thăm là anh có cần nói chuyện không, nếu anh trả lời ngắn gọn hoặc vắn tắt là anh đang cần không gian riêng thì mình có thể là nói là lúc nào anh suy nghĩ xong anh thể quay lại nói chuyện với em. Có vẻ là nãy giờ em là toàn là trên sách vở không á nha, mà trên thực tế sách vở nó khác nhau xà lắm. Dạ. Con người nó phức tạp lắm, không có giống nhau đâu. Có vẻ bạn bên kia hơi khó, thành ra hơi ế lâu. Dạ. Lý do tại sao em ế? Nguyên nhân thứ nhất là do môi trường công việc với tính chất công việc của em. Môi trường của em quá nhiều cô gái xinh đẹp. Nhiều người đẹp, nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà vì đẹp quá mình nhìn riết cái mình cũng chán. Trời đất ơi, lạ vậy. Bạn trai bên kia đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ chưa chị ạ. À, tìm hiểu rồi chuẩn bị luôn. Trời đất. Thật ra nếu mà bạn nữ đó chịu đứng sau lưng hỗ trợ hoặc là động viên em thì em nghĩ là không có gì là không thể làm được. Thí dụ người ta đứng phía trước được không? Dạ thường người ta nói có câu là sau lưng người đàn ông thành công là có bàn tay người phụ nữ chứ. Nhiều khi ta đứng trước ta che chở cho bạn được không? À cái đó cũng được. Cũng được đúng không? Dạ em muốn mỗi người đàn ông lý tưởng em là người như thế nào? Chị có một cái màn em rất là thích ở đây đó là thích đất đó chị. Chị nhiều bạn thích đất xem thử là bạn đó. Là quan trọng sức khỏe phải thể dục hay không? Ta đi tìm chồng mà ta khóa hít đất là sao? Bạn nữ yêu cầu vậy đó, sợ tướng thư sinh vậy rồi hít đất nổi không trời? Dạ hít đất thì 10 cái thì nổi mà nhiều hơn thì không nổi rồi. 10 cái được không em? Dạ được chị. 10 cái thử đi em. Làm thiệt luôn hả chị? Thiệt chứ. Một, hai, sao nó rung rẩy vậy? Ba, bốn, năm, đừng ập mặt nó nha. Sáu,
7, trời ơi, mệt rồi đó. 8, 9, 10. Trời ơi, khổ quá. Tía tay hết, tía tay hết. Trời ơi, rung chân rồi. Cái điều này mệt rồi, giống mặt trong. Cái này không phải lỗi chị nha, đó là cô bên kia, cô hành hạ em, chứ chị không có ý định đó nha. Mà chết là mồ hôi kê đổ hết rồi. Bây giờ, ủa mà nó nghe nè, rồi bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết. Rồi mình gặp bạn gái mà ưng bụng quá, rồi muốn cưới liền, rồi sao mình cưới. Thực ra cũng có nhà, có xe rồi, chị kêu lấy vợ về. Đó, thì nãy giờ là nghe câu đó đó, giấu giếm hoài. Khỏe rồi, bà Mai yên tâm đi. Bên đây là ngon rồi, mặt chắc chắn là luôn, ngon đẹp trai, hư sinh. Hít đất được 10 cái. Mặt đỏ tía tai nhưng mà vẫn nói chuyện được. Cô gái, chào em. Dạ. Lý do tại sao người ta kiếm chồng, người ta kiếm cái nghề tự nhiên kêu hít đất trước là sao? Dạ, em thích là bạn phải thể dục thể thao cho nó khỏe anh. Thí dụ như người ta làm ngân hàng suốt ngày, người ta đếm tiền không à. Người ta ngồi người ta đếm tiền, người ta tư duy bằng đầu óc, ta đâu cần hít đất đâu. Dạ, nếu bạn muốn thì bạn vẫn có chút thời gian để cho thể dục thể thao anh. À, dạ, dạ. Trên núi chắc khỏe rồi. Tốt anh ơi. Em hay leo núi không? Dạ có. Em thích người đàn ông làm gì cho em nhất? À, người đàn ông có thể đưa em đi chơi. Chuyện bình thường, ai cũng đưa đi chơi, không lẽ bỏ em ở nhà? Dạ, quan tâm em một chút. Cũng bình thường luôn. Có thích cái gì đặc biệt không? À, nấu cho em ăn. À, cái đó thì anh nấu mì gói được em. Dạ được, cái anh nấu là em ăn rồi. Em sẽ lãng mạn như thế nào khi em cầu hôn cô ấy? Thuê một cái không gian riêng mà không có ai hết, xong rồi em để một chiếc nhẫn vào cái bánh kem. Cho coi. Nuốt luôn. Nhét vô bánh kem hả? Dạ, nhét vô. Rồi sao nữa? Rồi em cắt cái miếng đó ra cho bạn ăn. Ví dụ bạn ăn bằng nhai trúng một cái, các bạn lấy ra thì ở ngoài sẽ có một dàn hoa với lại là nhạc ở bên ngoài, xong rồi sau đó sẽ tiến vào. Thú vị quá chị. Bỏ nhẫn vô bánh kem, dạ. Trộn đều lên. Bên đây nuốt chắc rồi, bên đây nuốt xong chắc. Rồi, nuốt chắc luôn, lãng mạn không? Em thích đó. Ăn uống gì anh mời nhớ cẩn thận nha. Nhớ cẩn thận nha. Ví dụ này được rồi nha. Bỏ nhẫn vô bánh kem tôi mới thấy lạ lắm á. Thôi bây giờ anh hỏi nè, bữa nay em đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có mà em có bạn thân. Rồi chào em. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy hợp với thương, cái ngoại hình cân xứng với nhau. Cái ngoại hình cân xứng nhưng mà nãy nghe cái tư duy nói chuyện có vẻ nó chỏi 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 sao? Những cái gì mà nó phải lệch lệch vậy nó mới hợp á chị. Em nghĩ vậy. Chị cũng hy vọng vậy. Người ta khác nhau để thương nhau nhiều hơn đúng không? Dạ dạ, kiểu vậy anh. Rồi, cảm ơn em. Vậy bạn bạn trai có đi với ai không? Dạ, em có đi với lại dì em, với lại anh của em, với lại bạn của em. Dì đâu? Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Anh thấy cô gái bên kia thế nào? Bạn gái bên này rất là dễ thương, cá tính rất là mạnh. Dạ, thấy có vẻ có hợp với cháu không dì? Em nghĩ là khi mà hai cái tính cách khác nhau nhưng mà không khác quá nhiều thì có thể thu hút nhau. Ai cũng nói hợp rồi đó, quan trọng hai trẻ có hợp rồi, hay không. Thôi, kéo màn lên. Rồi, kéo màn lên đi. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau. Thôi bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Khô heo, khô heo. Khô heo á. Mỗi khi mà bạn đi làm về trễ mà nhà hết cơm hay gì đó bạn có thể ăn. Ngon mà. Yeah. Cậu anh á thì nuôi dê. Thì anh đang nghĩ đến cái việc không biết có nên làm khô dê giống như em. À được rồi nha, cái vụ này cũng được à. Em sẽ hỗ trợ anh thêm. Khô dê cũng lạ lắm á. Lạ lạ. Vợ làm khô heo, chồng làm khô dê. Được. Thật ra anh cũng không có tin vào tình yêu sét đánh giống như là những người khác. Nhưng mà anh nghĩ là trong 3 giây đầu tiên thì em hoặc là anh sẽ có ấn tượng với nhau đúng không? Dạ. Thì không biết là em có ấn tượng như thế nào với anh nhỉ? À, gặp nhìn anh thì thấy hơn sự tưởng tượng của em. Thôi chứ tưởng tượng xấu lắm. Dạ không, xấu lắm nhưng mà thua này chút. Thua này chút ha. Dạ. Thì anh có thêm 2 câu hỏi nữa hỏi em được không? Dạ. Cái này anh chỉ giả sử thôi chứ không có ý gì hết. Tức là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống thì em muốn làm gì nhất? Căng cái gì, tự nhiên. Khó chịu vậy. Tao muốn bán khô heo. Bán để sống ngày mai nữa. Con này căng quá. Hỏi câu khác đi. Hỏi câu khác. Em có muốn lập gia đình hay chưa? Dạ rồi. À, em định là trễ nhất là 2 năm nữa. Nếu 1 năm được không em? Dạ càng tốt anh. Rồi bây giờ mình thích con trai hay con gái nè? Nói luôn đi. Ra con trai hay con gái gì anh đều thích hết, nhưng mà con gái thì có vẻ dễ thương hơn. Đúng. Dạ. Rồi, mày nói đúng nè. Khoái. Khoái, em cũng thích con gái tại vì em thấy con gái thì thường quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Rồi, 2 đứa đúng luôn. Bây giờ tiền bạc ai quản lý? Nếu mà em có thể chứng minh cho bạn là em quản lý tốt hơn thì bạn có thể giao cho em. Ồ, không, anh không cần em phải chứng minh đâu. Thật ra anh có thể cho em quản lý, tại vì quản lý giữ tiền bạc rất là nhức đầu, mệt. Người khác giữ còn nhức hơn em. Rồi, thôi được rồi.
Bây giờ mình cảm nhận thế nào mình sẽ nhấn nút. Nhưng mà em còn muốn nói một câu nữa. Cho nói câu cuối. Câu hỏi gì câu gì? Dạ câu một câu tỏ tình. Thường thường là anh sẽ hỏi là nhìn vào mắt bạn rồi nói một câu nào đó rất là tình cảm. Ủa sao em biết rồi giờ anh nhìn sao biết? Muốn tỏ tình liền hả? Dạ. Không, tại vì đã chuẩn bị ở nhà rồi. Ủa vậy hả? Thì theo dõi kỹ quá. Nếu như bạn còn được sống tới 100 tuổi bạn sẽ làm gì? Đó, hỏi câu sống tự nhiên vô người ta hỏi câu chết. Không, thật ra là hỏi câu đó cũng có lý do. Tức là anh muốn nói cái câu sau nữa. Anh nghĩ là lúc mà mình hẹn hò mình có thể cùng làm những cái việc mà em mong muốn nhất đó. Anh cũng biết em có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng sẽ rất là happy nếu như hôm nay mà em chọn anh để làm người đồng hành đi cùng em trong những thời gian sau này. Dạ. Dù chỉ là một khoảnh khắc hay là cả quãng đời thì vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui. Bao nhiêu lâu mới gặp được một con người? Ủa đó giờ chưa gặp con người nào chưa? Dạ, một người đặc biệt hơn anh. À, đặc biệt hơn. Bao nhiêu lâu gặp được con người lần đầu tiên gặp, hỏi nếu còn ngày để sống thì sẽ làm gì? Còn một ngày nữa để sống, em sẽ yêu anh. Nói thế cho nó lãng mạn. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và chúc hai bạn sẽ có một cái sự phát triển về kinh tế. Khô heo và khô dê. Đây là những chiếc vé để các bạn có những không gian lãng mạn, để chúng ta bỏ những gì bánh kem trộn lên để tìm hiểu về nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn phải làm đám cưới chung thì mới tặng cái này. Đúng rồi. Rồi, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật kỹ nha. Càng sớm càng tốt. Ba mẹ hai bên đang chờ. Có được không một cái không ta? Có chứ, trời ơi. Ông này ông theo dõi chương trình kỹ lắm. Ông tức, tại sao mà ông cho tao nói câu tỏ tình. Bây giờ ông cho người ta hôn. Đó, anh Linh làm sao kỳ cục hết Linh. Thôi để dành đi. Dù đó muốn hôn gì hôn. Em thích cái má mấy người tròn tròn. Béo 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 nhéo nhéo má. Nhéo khoảng 90 á. Dễ thương quá. Một cô trên núi xuống. Sao không cho hung? Ăn khô heo hung cái gì hung? Chờ chút xíu từ từ. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ càng sớm càng tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Xin chào anh chị Linh và chị Cát Tường. Mời đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Yến. Năm nay em 26 tuổi. Sinh sống và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nhân viên văn phòng tại công ty tư nhân tại Thủ Đức. Quê Vũng Tàu nhưng mà hiện tại đang làm việc tại Thủ Đức. Dạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Dạ em tên là Trần Thiện Lam. Em năm nay được 27 tuổi. Cái gì? Trần Thiện Lâm. Dạ đúng rồi. Nghe lộn Trần Thiện Lâm. Dạ chính xác. Mình mỗi lần em giới thiệu tên của em á, nhiều người ta làm chữ thiện với chữ thị nên nhiều khi em cố gắng nói rõ. Nói rõ lên là Trần Thiện Lâm mà nói Trần Thị Lâm người ta nghi ngờ. Em thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn gốc thì bên mẹ em ở ngoài Bắc, Nam Định. Em đang là nhân viên sale bên công ty thời trang. Chính xác là em sale được 5 năm. 4 năm trước em làm sale bên mảng đồ lót dành cho nam và nữ. Còn bây giờ em là quần áo tập gym, tập thể dục thể thao. Nói chung là quần áo. Từ nhỏ đến lớn. Dạ đúng rồi. Ha, trải qua mấy mối tình rồi? Chính xác là em 2 mối tình đều ở Đồng Nai. Lý do tại sao chia tay? Mối tình đầu tiên á, một phần là do khoảng cách. Đồng Nai đây vừa gần xịt một khoảng cách gì? Một đoạn đường ở 40 cây á, thì một tháng đi lên có một lần em không có thời gian để đi lên nhiều lần, thành thử tìm hiểu không có được nhiều. Trời. Mối tình gần nhất là bao nhiêu năm? Được 2 năm. Tụi em rất là hợp nhưng mà do cái hoàn cảnh lúc đó em thay đổi công việc á, người nhà của bạn gái em không thích thì cái thay đổi công việc là thay đổi luôn người yêu luôn. Dạ không, thay đổi công việc thì cái thu nhập nó giảm đi thì lúc đó là công việc không ổn định đó. Bên nhà bạn gái em có thể là cảm giác là em không đem lại sự an tâm cho người ta. Nên cô ấy bỏ bạn. Dạ. Đó là tình trường bên đây đó, bên kia làm sao? Dạ cũng một mối tình rồi chị. Chia tay cũng được 2 năm rồi. Hai người cũng bất đồng quan điểm. Người bạn trai đó thì nó kiểm soát em nó hơi chặt chẽ. Giống như em đi chơi với bạn hay sao em có nói nhưng mà không tin, với lại hay tra hỏi hay gì đó. Ví dụ như em đi chơi vậy bạn nó tra hỏi bạn nói làm sao?
Dạ thì đi với ai thì em nói đi với bạn. Thì nói đi với bạn nào mà đi hoài. Rồi có kiểm tra điện thoại em hay là gì không? Thoại thì cũng có kiểm tra, giật điện thoại luôn. Có thế nào bị anh đánh không? Chưa chị. Rồi bây giờ mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ thì... em thì chịu khó, biết nấu ăn, luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m70 trở lên. Em cao nhiêu? Dạ 65 chị. Cái ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích cái má mấy người tròn tròn. Béo 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 nhéo nhéo má. Nhéo. Bên kia nhiêu ký? Đừng cho tao biết. Giấu đi. Khoảng 90 á. Dạ người bạn trai đó cũng không có răng khô với lại bụng phệ. Béo béo là phải bụng phệ chứ. Nếu mà em ôm chàng đủ cái vòng tay của em được không? Trời, đủ vòng tay em là bụng phệ rồi cái gì nữa. Xíu cho anh chặt thì... Sao răng khô không chịu? Răng hô thì em không biết cách nào hùng sao. Cả thì thôi có gì đâu, bình thường mà. Em có cái mẫu hình mẫu người lý tưởng của em không? Ui, người mẫu Bình Minh á chị, cao to. Bên kia thích Bình Minh ha. Dạ. Bên đây chắc cũng bình mật à. Bạn trai thích bạn gái ngoại hình sao bạn? Cái ngoại hình đó tôi nói là vừa, không quá mập, không quá gầy. Còn chiều cao thì tầm 1m55 trở lên. Rồi bên kia 65 rồi. Còn cân nặng thì đừng quá 60kg. Miễn là nhìn có duyên là được rồi. Còn tóc thì em thấy là tóc dài hơn là tóc ngắn. Tóc dài. Rồi thấy ổn, ngoại hình cặp này không ổn. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là bạn gái em ít nói hoặc là quá khó tính. Đừng có khó đến mức mà giận em tới một tuần, hai tuần không liên lạc được, không nhắn tin, không alo, không gì hết thì Thôi mình hỏi này, cái giờ bạn nam định chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà quen hợp thì 6 tháng 1 năm. Bạn nữ? Dạ trên 3 tháng được rồi chị. Tại bạn em nói là nếu mà báo trước 3 tháng thì nó đi thì trên 3 tháng là được. Trời đất ơi, đám cưới để báo với ba anh bạn rồi hả? Còn ba gia đình ba mẹ làm sao? Có dặn dò gì không? Thì chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Chuẩn bị gì mà sẵn sàng? Chuẩn bị tinh thần. Tinh thần để đưa em đi á hả? Trời ơi, muốn chồng lắm rồi hả? 3 tháng cũng được hả? Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông, người chồng của mình? Nhậu nhẹt, rượu bia, bê tha. Lại không đánh bài bạc, không có tính toán chi li quá. Có gì nữa? Không quá nóng tính. Có cái chuyện gì hiểu lầm hay sao cần lắng nghe và biết chia sẻ. Sau đó rồi phản hồi hay là có muốn nói gì thì nói. Chửi hay là cái gì thì em không thích. Ông ai mà chửi phụ nữ, đúng không? Em gặp rồi hả? Dạ, gặp rồi. Yên tâm anh này hiền lắm. Thậm chí em chửi anh cũng ngồi im luôn. Nãy giờ đưa ra cái điều kiện em thấy em hợp không? Dạ em thấy em đáp ứng được 90%. Dạ. Có chửi bạn gái không? Em không có chửi, cũng không có nói lớn tiếng. À đúng rồi. Chỉ góp ý thôi. Góp ý mà góp ý riêng tư, chứ không có phải góp ý giữa một cái xung quanh. Đúng rồi, về nhà đóng cửa dài nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Hello. Em chào chị. 3 tháng nữa đám cưới được không? 6 tháng thì nó tôi nói thoải mái hơn. Bạn có tật xấu gì không? Có chút hơi ghen, nhưng mà cũng không phải ghen quá. Ở bên đây ta sợ ghen lắm. Thí dụ như gặp cổ đang đi ngoài đường, thấy một anh bạn nào đó chở cổ đi trên đường thì em xử trí sao? Sẽ chạy về trước, rồi sau đó em sẽ alo để hỏi lý do bằng sao. Xong cụp đầu xe vô bắt tại trận. Cái đó là mất hình ảnh lắm chị. Cái người con trai đó mình sẽ nghĩ mình thua kém người ta, mình đang thua người ta. Chắc là đen quá. Phải dịu dàng chứ. Được. Bên kia là phụ nữ rất là dịu dàng. Tuy rằng tướng hơi to. Trời ơi con thôi gì mà tướng hơi to, nghe thấy ghê quá. Coi như hợp lắm. Em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ. Chào cô. Coi như Lâm là con trai tôi mà kết với lại một người bạn gái vậy đó. Tôi thấy bạn gái thì nói chuyện cũng có dễ thương, có duyên. Thì tôi cũng cho hai đứa tự quyết định. Cô có mấy cháu? Dạ tôi có hai cháu. Đây là lớn hay? Dạ Lâm là lớn nhất. Thằng em có vợ rồi, 21. Em mà có vợ trước rồi hả? Dạ. Có cần làm dâu không cô? Không, thì tùy thôi. Hai đứa ở chung càng tốt. Dạ. Em nói chuyện vài câu với cô coi. Dạ chào cô. Dạ. Nếu mà được á thì việc bổn phận mà người con dâu đối với người mẹ chồng á phải biết kính trên nhường dưới, với lại cư xử phải phép. Con cũng không có ngại cái vấn đề làm dâu hay là gì. Mình bữa nay có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột của em với lại ba người bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào khán giả trường quay ạ. Chị thấy bạn bên đó như thế nào? Về ngoại hình thì bạn trai này cũng hợp với Yến. Tính cách thì để cho hai bạn trẻ tìm hiểu với nhau. Chị thấy anh bên đây hiền không?
Dạ thấy anh cũng vui tính. Hiền không thì mình chưa xác định, chưa biết được anh. Như vậy là chúng ta đã hỏi thăm người thân. Dạ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn. Anh có món quà đầu tiên để tặng cho em. Em cũng muốn món quà tặng anh. Cái hoa sen thì biểu tượng cho bình an. Em mong cái món quà này nó sẽ đem đến một chút bình an cho anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cho em hỏi ấn tượng của anh đầu tiên thấy em. Thì anh thấy em là cũng dễ thương. Anh cảm nhận được là cũng hòa đồng. Nếu mà ban đầu tiếp xúc thì thấy nó hơi lạnh lùng. Quen thân hay sao thì em cởi mở với lại hòa đồng hơn. Khi mà vợ mình có việc bận á, thì anh sẵn sàng làm phụ giúp cái công việc nhà hay là cái gì cho vợ không? Việc nhà của anh được bình thường, tại anh cũng biết làm sơ sơ. Còn em thì có biết nấu ăn. Dạ, em cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Như anh cũng không có khó khăn, không có kén ăn. Dạ. Bây giờ em cảm nhận với anh thế nào? Anh cũng hiền, anh cũng bụng mỉm. Tao đủ chuẩn hơn bạn, vừa tròn ôm mà không có bụng phệ. Đúng rồi ha. Dạ. Em cũng thích ghen, bạn này hơi ghen đó. Tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng ghen. Có là đi chơi bạn bè, bạn trai thì bình thường. Chừng nào đi với người lạ mà thật sự anh không biết gì về người đó. Người lạ mà lỡ đi công việc hay sao anh? Thì đó, thì lúc đó ghen ghen nhưng mà về nhà mới hỏi chứ lý do. Chứ không có ghen cái vụ chặn đầu xe này kia hoặc là gọi điện thoại tới tấp không có. Hứa nha. Chắc chắn. Bây giờ mình gặp bạn gái rồi, mình nhìn thẳng mặt bạn gái đi. Mình cảm giác của con tim mình như thế nào? Hồi hộp nên nãy giờ cũng không có biết nói gì. Mặc dù trước khi lên thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thôi hát bài tặng cô gái. Em thì không biết hát. Chị cô gái dạ, em tặng anh bài hát ước gì. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tênh. Đời em đã mất anh rồi. Trời dạ. Ơi. Mới vô gặp nó mất anh rồi đó. Dạ. Nó lựa cái đoạn nào đó ta kết thúc. Đoạn mất anh rồi cái kết thúc. Bây giờ em tiến tới đứng gần cô gái, nắm tay cô ấy nói cái gì đó thật là lãng mạn. Chào to ha. Dạ. Thì nói chung là anh với em có thể quay được nhau thì anh sẽ có một cái tình cảm chân thành chứ không có lằng nhằng. Chứ chẳng thấy không làm em thất vọng. Dạ em, nếu mà anh thực sự anh nói vậy thì cũng đúng với cái mẫu người mà em chọn. À. Mẫu người em chọn nhìn qua tôi. Dạ. Anh phải nhìn thẳng vô mắt anh ấy nói. Bắt đầu. Mắc cỡ quá. Cứ nhìn thẳng vô mắt nói, đừng có nhìn qua đây. Người ta hiểu lầm á. Bình tĩnh. Thôi nhìn thẳng vô, nắm tay vô coi cảm nhận thế nào bạn. Nhắm mắt lại, hai người nhắm mắt lại. Hôn nhau luôn đi. Điện của nó truyền chưa? Nhìn nhau kìa, ông quay đầu nhìn nhau kìa, ông quay đầu. Thôi hai bạn ngồi xuống đi. Nãy giờ nắm tay nhắm mắt nói chuyện nhau xong rồi cảm giác thế nào? Nó tăng thêm phần hồi hộp. Tăng thêm phần hồi hộp. Rồi bạn nữ rất là dễ thương nha. Tôi thấy là nó rất là chuyện chạc. Bấm đi bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút này nó hư cho anh hả? Hư thì em la lên. Tôi có bấm. Chuẩn bị 3 2, 1, hết thời gian. Trời ơi, bấm luôn. Nào bây giờ chúng ta nắm tay nhau. Đây là những cái vé xem phim. Đó. Trời rung quá vậy. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng của hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Anh rất là dễ thương nha. Rất là hiền nữa. Hãy giữ chặt nha. Nắm tay nhau. Chào nhau đi. Anh dìu em về. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Vài mối tình. Vài mối tình. Dạ là em có 2 mối tình nhưng mà chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu. Dạ. 2 mối tình. Ủa kia người ta nói không có thì bên đây có không? Dạ rõ anh chứ sao nghĩ sao chưa không chảy. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi.
Rồi mời em gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5? Dạ. Đầy đủ rồi ha, mời bạn trai. Dạ, kính chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hữu Tài. Năm nay em 34 tuổi, công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh đã làm không? Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ chắc vậy. Chắc là có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì vậy ngon em? Em làm được một số bánh anh, là có thể là bánh nhân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên á thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho bạn nghe. Nói chung á là mượn tiền người ta thì mau quên nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát. Như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào có mày là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu. Nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. À. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì nó mối tình đầu của chị. Hồi đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là cái tình này không phải anh như là tình yêu nữa, chỉ tình mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau bạn này có mối chồng tình chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có 2 mối tình, nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi, nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Dạ. Còn mối tình thứ hai là năm tư đại học là khoảng 6 tháng. Sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay. Dạ, hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu? Dạ. Hai mối tình chưa có nụ hôn. Bên em có hôn chưa? Trời ơi, ông này ông cười ghê. Tôi phải coi cái nụ cười của ông này. Ta nói không có thì bên đây có không? Dạ rồi, anh chứ sao nghĩ sao chưa hôn chảy. Hùng kha khá chưa? Là hùng một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người. Trời ơi, không được. Nghe hùng khoái lắm. Cái này tự hiểu anh đó chứ em sẽ xem cho nó được. Trời ơi, nhưng nhát mà quá. Bấm nút là tôi bắt hùng 15 phút liên tục nha. Trời chắc. Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không mớm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà, cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không? Dạ lúc trước cũng có ghen lắm, nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không chứ xác. Ghen dạ. Bậy ghen bạ dạ, dạ. Phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Dạ. Đẹp trai nha, rất có duyên, tính tình vui vẻ phóng khoáng, nụ cười sảng khoái hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì điều em thì chắc phải làm dâu em ơi. Tại vì nhà anh giờ còn có mình anh nè. Tốt thôi, chuyện nó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa. Mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. Em dạ. Trai à, em trai cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Dạ, rồi còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xô vui. Ôm xô mấy mốt lại ôm cực nhà luôn. Giữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, nói với em làm dâu bình thường chị. Đúng rồi, chuẩn. Được đó em. Rồi, nhà gái đồng ý rồi đó, nhà trai muốn tính gì tính đi. Rồi, bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ, anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào. Em á, là em là dân thể thao, em thích thể thao lắm. Thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn. Mảnh khảnh, sao khỏe được?
Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm nhưng khỏe. Ờ dạ. Đó, 45 tới 50 kg. À, vậy thôi hả, đơn giản thôi. Dạ, đơn giản. Dạ, tóc dài. Tóc dài. Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn không được. Có xăm. Nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kệ người ta. Trời. Được xăm không được. Ừ, dạ. Vậy thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó, vui á. Ô chào bạn gái. Tóc dài, có dài. Dài tới đâu anh? Dài. Dài. Tóc dài, dạ. Hơn em chút. Vậy ừ, nhưng mà cá tính. Cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha. À. Dài quá mất công vô tốn dầu gọi. Chào em gái. Dạ. À, dễ thương. Hiền thục ha. Dạ. À, nãy giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn anh không hiểu luôn á. Dạ, lúc ban đầu thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Ừ. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha. Em thích trai hay gái? Dạ thích trai chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Em thích gái. Em thích gái. Phải không? Thiệt. Tỉnh kiểm tra lại hai bên. Chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá, cũng nói hơi nhiều. À, em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất thì... hỏi thêm bạn Nam là không? Anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nữa nhà thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà ừ thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cả này cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em, với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài, đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng nhưng mà có điều là nhiều khi cười nó hơi lớn tiếng quá đó. Thành ra là mình bên đây là điên điên thì bên kia cũng hơi hơi vậy đó. Thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu thảo trong gia đình. Và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính Tài dễ thương mà, cứ giữ thế này thôi. Hả? Cười lớn coi. Rồi. Thôi, kéo hàng nào ra. Mời hai bạn. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chứ còn đây nữa. À tặng em. Cái gì đó mở ra em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà tặng. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ mở ra đi em. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Đây là một cái kẹp tóc ạ. Kẹp. Ủa, cái kẹp tóc kẹp. Hả? Dạ, cái kẹp. Kẹp. Và là một cái đồ cột. Kẹp lên. Hả? Quá kẹp. Cột đâu? Cái này cái kẹp mà, nó phải cái cột. Cột phải kẹp. Vừa kẹp với cột. Thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp, kẹp lên. Kẹp. Em cũng chẳng biết kẹp sao. Kẹp đây nè, cái bính tay bên ngoài nè, đây nè, dạ. Kẹp. Đó. Vừa kẹp đại đi. Đó. Trời dạ. Ơi, dễ thương mà thấy không?
À, chào em Thảo. Dạ chào. Hôm nãy em giới thiệu em sinh năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Ờ, à, vậy hợp với anh à? Dạ. Nghe nói em chưa có nồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. À, em nằm mơ em có thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy em là vậy là em nghĩ cái nồng hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao? Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em rồi thì em mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi chơi làm sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. Chứ. Trời ủa? Ơi. Đâu ra? Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Hết. Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không ạ? Không, anh không dạ. Sến đâu em ơi. Em dạ là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Ờ. Dạ. Ờ anh chân thành tới, là được. Anh thực tế dạ. Chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như gọi là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng em. Rồi như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Ôi. Ủa. Có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt nó nhất vậy như vậy chưa? Dạ cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ là thấy cũng rung. Cũng rung? Dạ. Hôn còn rung nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó gì không được. Người ta nụ hôn đầu đời đầu đó. Tiên em phải làm ấn tượng. Dạ thôi. Hả? Nào chuẩn bị. Hôn. 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 Không rồi. Trời ơi ông này chán ông ghê luôn. Sao gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Dạ. Thấy bình thường. Thấy nó bình thường. Chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợ. Từ từ nha, để đi nguyên. Thấy sao? Thấy mình hả? Gì? Dạ à, anh hỏi bạn đó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hôn thấy sao? Thấy rung rung. À, nó phải cảm giác của bạn gái. Dạ rung. Dạ rung phải đúng không? À, nói vậy thôi, chúng tôi muốn các bạn á hôn trước mặt mọi người để chứng minh rằng cái bấm nút của mình là bấm nút từ trái tim, chứ không phải bấm để chơi cho vui. Có vé xem phim. Nãy cứ lo. Cứ lo tới chơi mà lo hai vé xem phim không à. Đây vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX gửi tặng hai bạn. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Đây là máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Máy nước nóng mới thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Chúc mừng hai bạn nhé. Hy vọng là hai bạn sẽ tìm hiểu nhau thật kỹ và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Đấy rồi, phụ bạn gái đi. Này nè, còn cái quà nữa nè. Từ từ, chào bạn gái. Tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Nhây nhây cái mấy chị nói em hơi có vấn đề. À, làm việc mà stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy? Cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm bình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Oh.
Thôi mời em. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi em. Dạ, em kính thưa chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Dạ, em tên là Trần Thị Mỹ Tho, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm việc ở bệnh viện quốc tế Ba Cam Mép chị. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ, thư ký y khoa. Nhà quê em ở Bến Tre chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trên trường quay. Và chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quách Trung Thu. Cái gì? Quách Trung Thu là bánh trung thu anh. Quách à, bánh trung thu. Vâng. Tên là tới tháng 8 là nhớ rồi hả? Nhưng mà em không thích ăn bánh anh. À. Thì năm nay em 28 tuổi. Em sinh quê thì ở Quảng Ngãi, sống ở Đắk Lắk và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang ở dưới Bình Dương. Sống ở Bình Dương mà làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, ngày có đi có 30 cây, sáng đi chiều về á chị. Em làm công việc gì? Dạ, em là bên kỹ sư điện bên mảng vận hành bảo trì á. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Mời Mỹ Tho. Dạ, điểm mạnh của em là tính tình của em rất là ngay thẳng, với lại là không mạnh mẽ giống như kiểu con trai vậy đó. Em thích trò chơi mà mạnh mẽ. Ví dụ em chơi gì? Chơi trong điện thoại hay là gì đó, toàn là đua xe hoặc là tốc độ giống vậy nhé. Okay. Mà chơi với cô không em? Dạ không, nhưng mà em chơi nhìn con trai chơi mấy trò đó, nhìn nó mạnh mẽ vậy. À. Dạ, còn điểm yếu của em là em dễ khóc, em muốn khóc khóc à. Chứ là em mau quên đó chị. Sao mạnh mẽ lại muốn khóc khóc là sao? Mấy giống như tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Đôi lúc mà buồn cái tự nhiên cái nằm nó suy nghĩ em khóc luôn. Đâu mỗi lần khóc vậy ai dỗ? Tự em nín. Vui ha, tự khóc, yeah. Tự nín. Dạ. Yeah. Ồ, rồi bạn bè xung quanh nhận xét mình như thế nào? Nói chung là em hơi nhây nhây, cái mấy chị nói em hơi có vấn đề, mẹ biết có không? Nói chung là mình hơi điên điên xíu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Thất thường. Anh Trung Thu, anh ưu điểm khuyết điểm gì? Do em là dân bên kỹ thuật á, thì là mọi công việc thì em cũng sẽ lo được. Như là trong nhà hư vật dụng thì em cũng sửa được, nhưng mà sửa xong thì nó đi một cái mới thôi. Hả? Không có gì hết. Thì em biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nóng tính, nhưng mà cái nóng của em là không phải nóng bộc phát, mà cái dạng âm ỉ rồi một hồi nó bùng cháy lên, sau khi mà giai đoạn bùng phát thì khoảng một phút sau thì nó bắt đầu nguội lại rồi. Thì cứ tính thêm là lâu lâu em cũng hơi bị điên nữa. Trời ơi, bên dạ, đây cũng giống điên. Như là lâu lâu á chị Cát Tường thì làm việc mình stress quá, hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm bình minh, xong rồi sáng chạy về thôi. Nửa đêm xách ba lô đi. Dạ bình thường vậy, em đi làm mấy vụ đó chị. Cũng dạ. Lúc nắng lúc mười đó hả? Dạ. Rồi còn mấy cái vụ điên nữa, như là em nhớ là đợt 30 tháng 4 năm vừa rồi, năm 2017 á, thì đợt đó em được nghỉ khoảng một tuần. Thì sáng 28 á thì em tính về Đắk Lắk, em đi xe máy về. À. Qua cổng xanh Bình Dương là cũng cách nơi em ở cũng khoảng 150 cây rồi. Ừ. Lúc đó là khoảng 4-5 giờ sáng thì em thấy buồn ngủ quá. Thì thay vì là phải chạy tới khoảng 50 cây nữa thì sẽ có nhà xuống Đồng Xoài có nhà nghỉ, thì em vô nghỉ. Em không chịu, nhất quyết là quay đầu xe về. Chạy một mạch về phòng rồi ngủ tới chiều luôn. Thì 150 cây trở về. Dạ đúng rồi. Rồi còn sau ngày đó là sang ngày hôm sau thì mắc kèo về Đắk Lắk rồi, thì em sẽ kèo xuống Cần Thơ của nhà bà chị em ở dưới đó. Thì 9 giờ sáng em dậy thì em cũng vác cái ba lô cũ lên. Thì ra bến xe Bình Dương bắt xe buýt tới bến xe miền Tây. Thì tới bến xe là khoảng 12 giờ thì em vô em hỏi vé về Cần Thơ á, thì lúc đó của ngày lễ mà anh thì hết vé rồi. Về nó bảo tiếp. Dạ thì nó bảo tới khoảng chờ tới 5 giờ hoặc là 6 giờ á chị. Rồi em nghỉ một hồi thôi, khỏi luôn, chờ xách ba lô bắt xe buýt về ngược lại là 3 giờ chiều tới nhân phòng. Về ngủ tiếp. Dạ đúng rồi chị. Rồi khỏe ra. Em anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Trong cái lúc mà gọi làm việc về điện đóm á, yeah. Em có bị giật nhiều lần chưa? Cái thôi khỏi với anh, cái đó là giật một lần là xong á, anh có chuyện nữa. Mà sao em đi du lịch gì mà em lên kế hoạch mà em không có thực hiện được? Đó là mình còn có dự án gì nữa không mà thực hiện cho được không? Gì nữa chừng gãy gánh không vậy? Dạ thì hiện giờ có dự án lớn nhất mà em ấp ủ từ năm 20 tuổi đó là em dự định là trước 30 hoặc là trước khi lấy vợ. Em sẽ dự định một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy rồi về em lấy vợ. Xuyên Việt bằng xe máy? Dạ. Ráng đi lẹ lẹ chứ đừng nửa đường về ngủ nữa nha. Dạ, lẹ lẹ còn bây giờ chứ. Đi về ngủ không sao, tới chừng cưới vợ chuẩn bị đám cưới mới thôi đừng cưới nữa. Lúc đó mới mệt á. Chết luôn. Ủa bây giờ mình đi xuyên Việt mình đi một mình hả? Dạ thì dự định của em trước giờ là em sẽ đi một mình, nhưng mà bây giờ em cũng thay đổi ý định rồi, là em cũng muốn tìm một bạn đi cùng cho nó đỡ buồn trên cái chặng đường dài đó. Đi thôi, hai thôi, mình. Thôi. Yeah. Ông rủ người ta đi tới giữa chừng mới thôi, chú đi, thôi tôi không đi nữa. Bây giờ em nói hai ba vấn đề là anh thấy nó cũng hơi mệt rồi đó thấy nha. Thấy có vấn đề rồi đó. Vấn đề chỗ là bây giờ mình
phải quyết tâm cái gì phải làm tới nơi tới chốn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nói chút xíu về tình trường đi. Yêu mấy mối tình rồi? Cũng trải qua được hai mối. Mối gần nhất thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Mỹ Tho, em có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không hói, không hơ, không ốm quá. Anh hơi mập á em. Có hói em... không? Dạ không chị, cái đó khói em đảm bảo là không hói rồi. Tóc, đầu xoa tóc mà xoăn á em là không thích. Không, đúng rồi, anh tóc thẳng. Gì tùm lum khó vậy, không hói mà không xoăn nữa hả? Dạ. Ủa gì nữa? Chị cao hơn em. Em mấy nhiêu em? Dạ em 1m52, 1m53 vậy đó. Rồi anh cao hơn em rồi đó. Rồi dạ. Gì nữa không? Rồi với lại tính tình dễ thương, thì không có hung dữ, nóng tính, ghen tuông quá, gò bó quá em lại không thích. Dạ. Không, cái đó thì em an tâm đi, tại vì quan niệm tình yêu của anh á là yêu thì mình cũng không phải yêu là mình chiếm hữu của đối phương. Dạ. Thì trong yêu thì mình vẫn có không gian riêng tư cho hai người. Dạ. Nhưng thì anh không hạn chế, nhưng mà mình có hạn chế bớt cái giao lưu đi. Em đi uống cà phê với bạn trai hay đi mấy đồng nghiệp bạn trai thì ok anh cũng không có quan tâm. Dạ. Nhưng mà em đi em cũng phải nói trước là hôm nay em đi với người này thì mấy giờ em về hay sao á. Thì nói chung là để anh biết và anh đỡ lo thôi, chứ còn cứ đi im ru thì em đảm bảo là ai cũng gan thôi em. Dạ. Được không? Được không? Thỏa thuận gì được không? Dạ được chị. Được hả? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng em như thế nào không? Dạ có, em thích giống như anh Hồ Trung Dũng gì đó. Ở đây Hồ Trung Thu. Không có Trung Dũng là Trung Thu, chúng dạ. Được cái Trung rồi. Dạ. Rồi vậy bên Trung Thu mẫu người lý tưởng của em sao? Cũng cao từ 1.5m trở lên thì vẫn được ok rồi em chị. Em không được 1.5m anh ơi. À, thì 1.5m, em 1.52m mà. Dạ chưa được 1.5m mà. Anh thì 1.5m mà. Làn da thì cũng hơi trắng một chút. Em rất là thích vuốt tóc của con gái nên em thích bạn nữ tóc dài. Đấy, anh có thích con gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt dẻ thì được, hoặc màu vàng vàng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi chướng mắt. Nè em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc là nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Giờ em không thích, không thích nhuộm lại đó. Cái này thì về để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, mà đàn ông hiện đại chút xíu đó nha. Dạ. Chiều phụ nữ đi. Trời ơi đỏ dữ vậy. Rồi sao được gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao? Lát nữa tính như biết sao giờ anh. Sao giờ? Nói chung có đâu, dễ thương lắm. Chào em gái. Dạ chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Hút thuốc. Tuyệt đối không em. Rồi dạ. Xong vậy á. Được. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe xíu, đừng có mà cãi lời cãi không? Em không thích. Cái này là tùy vấn đề anh. Nói những vấn đề đúng thì em vẫn nghe thôi, tại vì mình phải hòa đồng ý kiến của hai người chứ không phải một bên. Đó, được không? Dạ dạ. Rồi còn gì nữa? Nhậu mà đi về khuya hay gì đó mà quan tâm bạn bè quá mà không quan tâm tới em á, bỏ rơi em á, lại em không thích. Không, cái này thì không có đâu em, tại vì dạ. Tiểu lượng của anh thì nó cũng không có nhiều. Thì nếu mà có hứng thì anh làm một thùng bình thường. Hả? Dạ, còn không hứng thì có 2 ba lon thôi chị. Nhưng mà chia buồn với chị là trước giờ thì em không bao giờ có hứng. Hả? Anh thấy chàng trai này rất là vui vậy á. Tính gọi là hòa đồng ha. Anh thấy bằng đàn gái cũng dễ thương đó em. Cũng xinh. Nhưng bây giờ hỏi hai bạn, nếu được thì hai bạn định chừng nào tiến tới hôn nhân? Mỹ Tho. Dạ em họp thì cưới chứ không quan niệm là bao nhiêu lâu. Bạn trai sao? Chị. Ý em thì sao? Em thì cũng vậy hả chị? Đứng sao thấy cái hơi tròn tròn vậy? Dạ đúng là rồi. Là do cái áo nó rộng. Mình có tập thể dục thể thao gì không? Lâu lâu chạy thể dục có gì. Nhưng mà tao thấy em nó hơi kiểu khỏe à? Em hơi nhẹ nhàng. Hơi kệ chị. Thiệt luôn á? Dạ. Ủa, có thích phụ nữ không? Có, trời ơi, nghĩ sao cũng thích. Mất điểm á nha. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Anh Linh bấm cái quẻ này em coi cái anh Linh. Quẻ này cũng hên xui. Hên xui quá hả? À? Không, nó chứ dễ thương lắm á. Được phải không? Mà. Em có yêu cầu gì về tuổi tác không? Khi mà đăng ký thì em ghi là ít nhất là bằng tuổi em, còn nếu mà hợp thì 91 hoặc 94 là hợp. Em sinh năm nhiêu? Dạ 94 chị. 94. Dạ, hợp đó em. Được không? Được, được quá, được chị. Cưới luôn ha. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ khảo sát ý kiến của người thân. Hôm bạn nay... gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em chị. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khách đang xem chương trình ạ. Tính của Thoa thì đi làm rất là chăm chỉ, cẩn thận. Mà nó hơi tưng tửng và đáng yêu lắm ạ. Và em hy vọng là nếu như hôm nay hai bạn mà sau khi bấm nút xong thì chúng ta sẽ có một buổi nhậu vui vẻ. Hả? Em xin hết ạ. Vậy có hứng hay em? Có hứng hay Trung Thu? Không, em hứng phá môi thì được chị. À. Bạn trai đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em. Cô xin chào
Cháu Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cô là đến từ Đắk Lắk. Thu là con út của nhà cô. Dạ. Thu rất ngoan, không có biết nhậu nhẹt, không thuốc rồi luôn. Dạ. Biết tôn trọng cha mẹ. Dạ. Riêng cháu gái này cô rất thích. Cô xuống đây lâu chưa cô? Vì Quảng Ngãi mấy ngày nay chăm bà ngoại. Dạ. Rồi nên cháu Thu đó là có bạn bè đồng nghiệp mà nó giấu hết, nó ngại nên nó không dám nói ra. Nhưng mà giờ cô ưng xin... con dâu tương lai chưa, thấy ưng bụng chưa? Cô rất thích. Dạ. Cảm ơn cô. Có dặn dò con dâu tương lai gì không? Cô cũng chưa biết được rồi nó như thế nào. Cô thì rất dễ con à. Dạ. Cô không có dâu rể gì, cô có săn bạn với cô không phân biệt nó dễ chứ. Cô có một dâu một rể rồi mà cô rất thương. Còn, dạ. Còn Thu là con út của cô á. Lên coi chương trình này cũng cổ vũ cho hai cháu và con cô. Dạ. Thì nếu cảm thấy được thì cứ bấm nút đi. Rồi. Dạ, dạ. Sao mẹ lo ha. Cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt, mặt đối mặt nha. Bắt đầu. Gặp mặt thì anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bắt đầu câu chuyện đi các bạn. Bạn gái anh ví dụ muốn đi chơi này nọ thoải mái, anh có cho bạn gái anh đi hay là tại... Không có vấn đề, anh rất là dễ, em đi chơi thì em cứ đi thôi, anh đi được thì cho anh đi kéo hết. Dạ. Anh nếu mà kết hôn rồi anh sẽ sống ở đâu, ở quê hay là Anh muốn lập nghiệp ở trong này. Thật sự là công việc kỹ thuật của anh á, thì mình về đó là mình không có sống được. Anh thấy em sao? Thì có bình thường không hay là giống như nãy em nói không? Không, tóc vậy cũng được á chị, được mà. Anh tưởng con đỏ thì mới buồn. Lên hù quá ha. Cũng dễ thương. Không, tại mới anh gặp á chứ em dữ lắm á. Không, em mà làm em mà quen anh lâu là em sẽ biết độ dày của anh như thế nào. Dạ hả? Ở trên đây là anh kiềm chế lại rồi. Dạ. Em làm trong đây là em làm chỗ nào ta? Dạ em làm BKMS ở Let's Hill anh. Thì việc công việc của anh là cũng kỹ thuật nhưng mà anh đi giờ hành chánh. Thì anh thứ bảy anh được nghỉ nửa buổi, với chủ nhật thì bất cứ khi nào em rảnh thì mình hẹn hò được thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là khoảng cách địa lý với anh là không vấn đề. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ sẽ kết hôn được? Thích là em cưới à, không quan điểm là bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. Yêu là cưới. Ở trong có gì này... mình dẫn nhau qua chương trình yêu là cưới. Đúng rồi, qua chương trình. Anh cũng đang tính chương trình đó, anh cũng đang tính mà. Dạ. Hồi nãy anh cũng nói với chị kia là tham gia chương trình này xong anh sẽ đăng ký yêu là cưới luôn đó. Dạ. Hay quá. Em cũng vậy luôn á. Ừ. Quan điểm về con trai con gái như thế nào? Thì em á, con trai con gái gì cũng được thôi. Nhưng mà thật sự là em rất thích con gái đầu lòng. Ồ, anh thích mấy đứa? Thời buổi này là anh nghĩ hai đứa là vừa rồi em ơi. Em thì thích nhiều hơn. Em không thích, em thích nhà đông con vui. Cái này cũng phải tùy điều kiện kinh tế em, nếu mà nuôi được ok, đẻ nhiều, nhiều. Đúng rồi. Ok rồi, quá tốt. Đẻ được phải nuôi được chứ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thích khoảng mấy đứa? Thì em đã nói hai đứa rồi anh. Ông cô này nè. Đúng. Em thích cỡ ba đứa hoặc bốn đứa cho vui. Nếu điều kiện kinh tế mình làm được thì anh ủng hộ. Dạ. Thì phải ráng cày ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta trao đổi cũng nhiều rồi, mình lắng động lại chút xíu, mình nói cái gì nó thật tâm nhất. Hoặc là bạn trai tỏ tình với bạn gái để thuyết phục bạn gái đồng ý bấm nút với mình chứ. Em thì... tiến lên. Khang bây giờ anh hỏi gì? Nè. Dạ. Em thấy có một chút xíu gì rung động với cô gái ngồi đối diện không? Có anh. Có phải là một nửa mảnh ghép mà em gọi là từng mơ ước không? Nói chung là bạn cũng là trong cái người mẫu, hình mẫu lý tưởng của em. Thì sau chương trình này nếu mà thấy thì quá hợp nhau thì ok, thì anh cũng cưới khi nào cũng được hết á em. Cưới khi nào cũng được ha. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới gần cô ấy, em nói cái gì đó tận đáy lòng của mình, suy đúng nghĩ rồi. Được cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy bấm nút. Nói anh cứ nói thẳng mà... đi anh. Đúng không ngại đâu. Thôi, đứng, ngồi đây được rồi anh. Không, đứng lên gần đó. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên đi đó. Thì nói chung là anh cũng có tiếp một bài thơ. Dạ. Thì anh cũng muốn tặng cho em. Và nói chung là bài này cũng muốn chơi thuộc. Dạ. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành đôi. Hai trái tim đơn côi sẽ hòa chung một nhịp. Hai tâm hồn cũng thôi khóc thầm trong đêm tối. Chỉ một cái bấm thôi, em còn ngại chi nữa. Những quá khứ ngày xưa hãy đưa vào dĩ vãng. Tương lai ở phía trước chờ đón hai chúng ta. Anh sẽ nắm tay em sánh bước cả cuộc đời. Thì nói chung là mình tới với đây á thì cũng nhờ chương trình, thì cũng là cái duyên rồi.
thì cũng không có gì hơn, nhưng mà cái phận á thì là do anh với em tự quyết định. Cũng 2 năm nay thì anh cũng sáng đi chiều về, tối ở phòng một mình cũng chán rồi đó. Thì thật sự cũng muốn tìm một nửa ở bên mình săn sóc, thì anh mong cái này thì em cũng cho anh một cơ hội để mình có khả năng tìm hiểu và tiến tới lâu dài hơn. Rồi, hay lắm. Hay quá. Đó, những cái lời nói rất là chân thành đúng không? Đâu có cần hoa mỹ gì đâu. Rồi, bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Quá đây. Hay. Bài thơ đó là em tự đặt luôn đó hả? Em tự chế hả chị? Hay quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm nút là quyết định cho tương lai của mình nữa nha các bạn. 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào. Nắm tay nhau, nhau đi các bạn. Em có nói gì với bác gái một vài câu không? Dạ, nếu mà con với anh có hẹn hò thì con sẽ chăm sóc anh thật chu đáo cho cô. Cô cứ yên tâm. Dễ thương quá. Dạ. Muốn chia sẻ với em á, trước giờ là tuy anh có 2 mối tình nhưng mà ngoại trừ mấy người bạn trong nhóm sẽ biết thôi, chưa ai biết hết cả gia đình anh. Ở anh tuyên bố ở bố mẹ anh á là anh mà yêu ai anh quyết định sẽ cưới, và khi mà anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ thì chắc chắn là anh sẽ cưới người đó rồi. Em là người đầu tiên thấy được mẹ anh ở đây. Thầy quá. Rất hay. Đó là những điều mà chúng tôi rất là vui ha. Hy vọng rằng những cái lời nói từ nãy giờ nó sẽ trở thành hiện thực. Đây là những chiếc vé xem phim của cộng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cảm thủ tục anh. Của chương trình như thế nào? Dễ thương quá. Quá dễ thương, nhanh lẹ, rất là cảm xúc. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Máy nước nóng hiệu Atlantic. Chiếc máy nước nóng với hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Chị. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Giữ anh ấy nha. Dạ. Hai bạn điên điên giống nhau, đám cưới hạnh phúc. Hẹn gặp chị ở chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, chị sẽ chờ đón hai em qua chương trình Yêu Là Cưới nha. Rồi, rồi chúc mừng hai em. Rồi, đi chơi Trung Thu luôn cưng. Trời ơi, sao nó dễ thương vô cùng luôn. Nghe là thấy tới mùa Trung Thu rồi. Dễ thương lắm. Hôm nay hai cặp đôi cặp nào cũng vui hết. Chính xác là như vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những khung giờ rất là quen thuộc, 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cười bên kia tự kỷ hay nóng, mẫu người đàn ông của em cao to đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy trời đất ơi, em đi vượt tới đâu rồi?
Dạ chắc tới quận 6 hết rồi. Trời ơi. Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Nó ngoại hình em mấy chứ nó. Đừng có mập quá, sợ tối mập đẹp chết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.